Vâng, chúng ta hãy cùng xem game thủ bên lớp bài này có đánh bài tàu hay không. C đấu thứ 15, trận thi đấu thứ 3 của C đấu 15. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật vẫn đang là trực tiếp của Game TV. Từ 2 giờ chiều ngày hôm qua đến bây giờ thì mọi thứ vẫn đang trực tiếp và nóng hổi. Vừa thổi đi vừa xem. Vâng, nhốt nông dân một cách chỉn chu hơn. Rồi, ổn rồi. Vâng, vẫn lọt ra ngoài. Vâng, cái thằng này nó chắc mông to quá, lọt ra ngoài. Vâng, trên kênh sóng AOE1, AOE2 và AOE3. Buổi tường thuật được trực tiếp được tài trợ bởi hệ thống bán lẻ điện thoại Cellphone.net và vâng website teamthanglong.vn. Đây đã là vâng, đây đã là C đấu thứ 15 rồi. Vâng, Persian một đàn hiêu 5 con. Đóng chiếc BE lại đi. Rồi. Phía ngoài có một voi. Cắm thêm vâng Per cho son, cắm thêm nông dân ra đi dò thêm. Bên kia không biết có những cái gì nữa. Như vậy là một pho và một roman. Thêm một voi nữa. Vâng, Per và cho son. Như vậy là có quả phụ rồi, đồ đã đủ rồi. Với hiêu 5, một đôi voi và một bãi quả phụ. Đủ cho Per. Và con hiêu 2 bước về là rất đẹp. Nhưng con này không đẹp cho lắm rồi. Hơi khó bảo. Vâng, chưa thuần, chính xác là như vậy. Gỗ đang dồn lên nhưng là hơi chậm do việc nông dân ở nhà chính sản ra là ăn hiêu ngay lập tức. Năm hiêu là khá đẹp rồi. Bây giờ thì chủ động là đóng BS trước và sau đó thì giật voi sau khi mà những con hiêu vẫn đang còn khá nhiều thực. Vâng, chung cuộc bây giờ đang là 8-6 về C và đây là C đấu thứ 15, tỷ số là 2-0 dành cho cặp đôi Gunny ở bên lớp. Vâng, đánh làm sao mà sáng mai ra thì tỷ số về C cách biệt nhau 4C như kiểu lúc chiều, thế là xong. Thi xong xuôi tất cả lại về. À, mọi thứ, vâng, dù đúng dù sai thì người có lợi vẫn là ai chủ quán, thế thôi. Vâng, tham lai 21 trên 24 là tham lai lúc này đến từ thủ vệ lớp. Lên trên ăn tranh bãi quả với lại vâng, lên trên ăn tranh bãi quả với lại cái thủ màu 1 BB thì phải. Chúng ta cùng xem. Nhà dân và 23 ông dân 7 vâng 70x. Sớm thôi, bài này sớm thôi, lên 3 cũng sẽ sớm. Bé được thiết kế khá sớm. Vâng, tình huống vừa rồi là rất dễ tai nạn. Là cái bom cái là thôi, xem như lại đánh lại. Dù sao thì mình cũng đang là người có vốn. Vâng, vốn dày đằng khác. Nên nói chung là vâng đánh lại nó cũng mệt. Giờ cũng gần sáng rồi. Vâng, chắc ai đó cũng sẽ về thôi. Vâng, gần sáng rồi. Bốn người trong những người này chắc ai đó cũng sẽ về thôi. Chắc ai đó cũng sẽ chuyển đạo và chuyển nước sớm thôi. Chúng ta cùng xem đảo qua màn hình máy của game thủ Gunny xem cho son đánh cái gì. 25 nông dân, chẳng nhẽ lại A một áo, chúng ta cùng xem. Hốc hách xong đấy A một áo. Tiếp tục sang màn hình máy thủ bên lớp rồi, 23. Thực đã đủ rồi, bây giờ thì L. Và M. Cái bài chắc ai đó sẽ về đạo nhạc nhưng mà đây là mình cover chứ không phải là mình đạo lại đâu, mình hát gọi là cover. Nghe nó tây tây một tí. Vâng, bây giờ là gần 6 giờ sáng, 6 giờ kém 15 sáng và các game thủ hẹn nhau đến đánh đến khoảng 7 giờ. Và sau đó thì ăn phở ngồi nói chuyện với nhau. Vâng, không gục tại bàn phở thì về đánh tiếp, mà còn ai gục tại bàn phở thì vâng cho đi sang Bạch Mai, đây cũng gần Bạch Mai thôi,
164 thì cũng tương đối gần với Bạch Mai, không quá xa. Không lệch xe nhau từ miền Bắc. Vâng, như vậy là BB là người chủ động đóng A bài này. Ui, vâng, phải đến tầm gần 20 con dân ra bú con điêu. Vâng, rất oái oăm từ cái tình huống này. BB ngày hôm nay có rất nhiều tình huống hài hước và oái oăm. Vâng, anh đánh bẫy năm cái BA hay BB gì đó cho đối thủ đập để sau đó anh rình rình anh giành chiến thắng. À, bây giờ là một tình huống 20 nông dân bú con hiêu còn khoảng 10 thức. Vâng, cố để lên đời. Vâng, có con cung tê bảo kê. Vâng, đây là tình huống vẫn chốt được bãi vàng thôi, vẫn chốt được thôi. Vâng, bãi vàng thế kia rất đẹp dành cho cái thủ BB. Về e trước đi, về e trước. Không về e trước. Hy sinh nông dân đi, à, hy sinh con giò và phi thẳng vào. Rồi. Vâng, và Kene thì có thể sang được mé bên kia. Đấy, 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 đấy cái chỗ nông dân đấy. Chúng ta hãy cùng chờ xem tên này. Đấy, đấy, đấy. Đi ra ngoài đi và kém. Vâng, về lớp bình thường anh tinh tế lắm cơ mà. Vâng, anh mười mấy tiếng tôi có kém anh cái gì đâu. Bình thường anh tôi vẫn đang nhìn thấy huống gì là anh. Đấy, cái gốc gỗ đấy đang dở dở đấy. Ken được. Đấy, chúng ta cùng xem màn hình máy thủ. Vâng, hoảng rồi, cho Son đánh cung A một áo hoảng rồi. Vâng, tham lai tụt xuống còn 20. Như vậy là hai nhà chủ lực đều oẳng. Chúng ta cùng xem màn hình máy của game thủ. Vâng, lại nô tì vào bãi vàng. Có bánh xe đến từ game thủ của BB rồi thì phải. Bây giờ thì cứ ôm vàng không và sau đó thì thủ phủ. Đen, 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 đen. Ăn được một lạc đà rồi. Tình huống cuối cùng thì lại ăn lạc đà. Đồ một đang rất khỏe. Một bài như là Greg thì phải. À, Roman, như vậy là Roman chứ không phải là Greg, đang rất khỏe. Vâng, tại sao là Pơ không đánh cung A hay áo mà lại cho Son. Cho Son lại đánh cung A một áo. Chúng ta cùng xem bài này có vẻ như là vẫn đang là ưu thế. Nhưng vâng, mang hàng về thì lập tức gặp ngay một đơn vị cơ động. Lại lao vào bu và chém. Đừng liên tội. Rất nhiều phủ. Khoai rồi. Bắt đầu khoai rồi. Tham lai tụt xuống còn 24 trong tuần này. Vâng, công phủ rất khó chịu. Rất khó chịu đến như những con phù. Tham lai tụt xuống còn 16. Gunny tham lai 26 ở thời điểm này. Vâng, có những con cung A một áo đứng ở phía trong. Tham lai. Và đi sai rồi. BB vẫn rất chỉ.
Vâng, như vậy là tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 và chúng ta cùng tiếp tục đến với trận thi đấu tiếp theo ở C6 rồi.